mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số của Đài. Tôi là Phương Lan sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai ngày 22 tháng 5, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, dự kiến kỳ họp kéo dài khoảng 1 tháng. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Vào 9 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh truyền hình trực tiếp. Bảo tàng tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ thành lập và ra mắt câu lạc bộ bảo tàng di tích đồng bằng sông Cửu Long. Việc thành lập câu lạc bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là mái nhà chung nhằm đẩy mạnh thực hiện hành trình kết nối di sản văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa, gắn kết với phát triển du lịch. Câu lạc bộ sẽ tạo điều kiện môi trường thuận lợi trong việc giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, điều hành giữa lãnh đạo các đơn vị, viên chức, người lao động, tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên môn, kể cả sự tham gia của các đơn vị ngoài ngành như câu lạc bộ cổ vật, các doanh nghiệp trong hoạt động chuyển đổi số, từ đó tăng tính chủ động sáng tạo, gắn kết giữa những người làm công tác di sản, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đây không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử văn hóa của quá khứ, mà còn trở thành nơi kết nối giữa quá khứ hiện tại và tương lai gắn với sự phát triển của xã hội. Với sự vào cuộc quyết liệt từ các cấp các ngành, hiện Hưng Yên nằm trong top đầu về cấp căn cước công dân và là địa phương đứng thứ hai trên cả nước về tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện đề án 06, Công an tỉnh Hưng Yên mở nhiều đợt cao điểm, trong đó điển hình là chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm luật cư trú. Hiện lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 100% đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, kích hoạt định danh điện tử cho công dân đạt trên 64% và là địa phương đứng thứ hai trên cả nước về tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Việc trồng cây đón đền bù đã từng diễn ra ở một số địa phương làm ảnh hưởng rất lớn tới công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các dự án. Hiểu được vướng mắc đó, các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã triển khai các biện pháp để ngăn chặn. Năm 2019, ngay sau khi có quyết định thu hồi đất nông nghiệp để bàn giao mặt bằng cho dự án sản xuất kết cấu thép, một số hộ dân xã Ngọc Long đã ồ ạt mang cây ra trồng. Phát hiện sự việc, bên cạnh việc huy động các đoàn thể ngăn chặn, lập biên bản vi phạm, Đảng ủy xã đã họp bàn và ra quyết định nghiêm cấm trồng cây trục lợi. Nhờ đó, thời điểm hiện tại dù tiếp nhận 20 dự án đầu tư vào địa bàn với diện tích thu hồi trên 50 ha, song không để xảy ra tình trạng trồng cây đón đền bù. Xã Thanh Long hiện đang tiếp nhận hai dự án là cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lân và dự án đấu giá cho nhân dân làm nhà ở với tổng diện tích trên 14 ha của trên 200 hộ. Hiện cả hai dự án này đang được giữ nguyên hiện trạng, không có tình trạng người dân trồng cây đón đền bù. Tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh vừa tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đoàn đã tổ chức tư vấn khám kiểm tra sức khỏe tổng quát cho 100 người dân trên địa bàn huyện Văn Giang về các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tăng huyết áp, các bệnh về mắt, bệnh về xương khớp, đồng thời tư vấn chế độ ăn uống, cách chăm sóc sức khỏe cho người dân và kê đơn, cấp thuốc miễn phí với tổng số 100 suất, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Thông qua hoạt động khám chữa bệnh đã thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động vì cộng đồng, đồng thời thể hiện sự tri ân vì an sinh xã hội của tuổi trẻ Hưng Yên. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền cho các chủ xe và lái xe về các quy định trong việc chở hàng hóa, nhất là việc nghiêm cấm chở hàng hóa quá khổ, quá tải lưu thông trên đường, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động của xe quá tải, cơi nới, thành thùng trên các tuyến giao thông trọng điểm như DT 378, quốc lộ 5, quốc lộ 39, DT 379. Qua đó phát hiện xử lý 229 trường hợp ô tô tải cơi nới thành thùng chở hàng vượt quá tải trọng cho phép với tổng số tiền phạt trên 1,6 tỷ đồng.
Sáng nay, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh tổ chức gặp mặt gia đình học viên thảo luận về những kỹ năng, biện pháp quản lý chăm sóc người nghiện tại cơ sở và ngoài cộng đồng. Tỉnh Hưng Yên hiện đang có hơn 1.000 người nghiện được quản lý trên hồ sơ. Tại cơ sở điều trị nghiện của tỉnh đang tiếp nhận và điều trị cho 172 người nghiện. Tại buổi gặp mặt, gia đình học viên được thông báo tình hình sức khỏe của học viên, tìm hiểu thêm về quy trình chăm sóc điều trị và được phổ biến thêm các chính sách mới nhất về công tác điều trị nghiện. Lãnh đạo Trung tâm cai nghiện lắng nghe, tiếp thu các ý kiến kiến nghị và mong muốn từ các gia đình học viên, từ đó nâng cao công tác phối hợp giữa cơ sở, gia đình và xã hội để công tác điều trị và chăm sóc cho học viên đạt kết quả cao nhất, qua đó thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Ngô Quang Ánh, chú tại xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, lên mạng xã hội để nói chuyện với Hà Mạnh Thắng, chú tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Quá trình nói chuyện giữa Ánh và Thắng đã xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau lên khu vực vòng xuyến của huyện Văn Giang để giải quyết. Nhóm của Ánh mang theo dao gắn tuyếp sắt và kiếm, nhưng bị nhóm của Thắng ném vỏ chai bia nên bỏ chạy. Khoảng 10 phút sau, nhóm của Ánh quay lại, đuổi theo nhóm của Thắng, ép xe và dùng dao gắn tuyếp sắt chém vào người Hà Trung Đạt, chú tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, và Nguyễn Đức Bắc, chú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, khiến Đạt và Bắc bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Văn Giang đã tiến hành xác minh điều tra, triệu tập các đối tượng có liên quan lên làm việc. Bản tin sẽ được tiếp tục với các tin tức quốc tế. Hàng chục nghìn người vừa qua đã xuống đường tuần hành phản đối làn sóng bạo lực gia tăng ở Serbia. Sau hai vụ xả súng hàng loạt khiến 18 người thiệt mạng trong tháng này, ngày 19 tháng 5 vừa qua, hàng chục nghìn người đã tập trung tại thủ đô Belgrade của Serbia để biểu tình phản đối tình trạng bạo lực ngày càng tăng tại quốc gia. Đây được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử của Serbia kể từ sau cuộc biểu tình dẫn tới sự sụp đổ của cựu lãnh đạo Milosevic hơn 2 thập kỷ trước. Thủ tướng Serbia cũng đã cáo buộc các cơ quan tình báo nước ngoài đã kích động tình trạng bất ổn xã hội tại Serbia, nơi có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất ở châu Âu trên đầu người. Hàng nghìn y tá tại Hàn Quốc mới đây đã đình công do lo ngại về việc Tổng thống Hàn Quốc phủ quyết một dự luật nhằm cải thiện điều kiện làm việc của y tá. Dự luật điều dưỡng được thiết lập nhằm làm rõ vai trò cũng như trách nhiệm của y tá và trợ lý điều dưỡng và tách biệt chúng với các chuyên gia khác trong ngành y tế như bác sĩ y khoa, nha sĩ và bác sĩ y học cổ truyền Hàn Quốc. Dự luật này được Quốc hội thông qua từ tháng 4, tuy nhiên mới đây đã bị Tổng thống Yoon Suk-yeol phủ quyết. Lý do được nhà lãnh đạo này đưa ra đó là do lo ngại việc tách dịch vụ điều dưỡng khỏi các cơ sở y tế sẽ gây ra nhầm lẫn trong ngành này, đồng thời đe dọa tới y tế công cộng. Mặt khác, do luật pháp Hàn Quốc quy định một dự luật bị phủ quyết cần tới 2/3 số phiếu đồng thuận để có thể được tái thông qua. Dự luật này có khả năng cao sẽ không tiếp tục được thảo luận. Giới chức y tế Mỹ xác nhận nước này đã phát hiện một trường hợp mắc bệnh bò điên tại nhà máy giết mổ ở phía đông nam của nước này. Thông báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ nêu rõ, đây là trường hợp mắc bệnh bò điên không điển hình, đồng thời con bò không được đưa vào hệ thống giết mổ và không gây nguy cơ cho nguồn cung cấp thực phẩm hoặc sức khỏe của người dân tại Mỹ. Bệnh bò điên là tên gọi tắt của bệnh viêm não thể bọt biển ở bò, bệnh do protein nhiễm độc prion gây ra, làm suy thoái hệ thần kinh và gây chết gia súc. Đây là lần thứ 7 trong vòng 20 năm qua Mỹ phát hiện trường hợp bệnh bò điên, trong đó hầu hết là các ca mắc bệnh bò điên không điển hình. Trước đó, các trường hợp mắc bệnh bò điên tại Mỹ, Canada, Israel, Nhật Bản và châu Âu đã khiến thương mại thực phẩm toàn cầu bị gián đoạn và gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Công ty Blue Origin của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos thông báo đã giành được hợp đồng đáng mơ ước của NASA để chế tạo tàu vũ trụ đưa các phi hành gia đến và đi từ bề mặt của mặt trăng. Giám đốc thăm dò của NASA cho biết, hợp đồng với Blue Origin trị giá khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ với sự đóng góp tư nhân của Blue Origin. Blue Origin có kế hoạch chế tạo tàu đổ bộ Blue Moon cao 16 mét với sự hợp tác của Lockheed Martin, Boeing, công ty phần mềm tàu vũ trụ Draper và công ty chế tạo người máy Arch Robotics. Hợp đồng với NASA là một kết quả được chờ đợi từ lâu đối với Blue Origin. Công ty đã không thành công trong việc cạnh tranh với các hợp đồng trước đây. Hợp đồng mới này là một sự thúc đẩy cho tỷ phú Jeff Bezos. Kể từ khi thành lập Blue Origin vào năm 2000, ông Bezos đã đầu tư hàng tỷ đô la vào công ty để cạnh tranh các hợp đồng với hãng SpaceX.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.